Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 1 trang 63 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tính các giá trị tương ứng của m khi v bằng 1, 2, 3, 4. Chúng ta có công thức m bằng 7,8 v. Từ đấy thì chúng ta thay các giá trị của v vào để tính được m. Từ đây ta có là ta có M bằng 7,8V. Công thức ở trên đã cho M bằng 7,8V. Từ đây thì ta có trường hợp thứ nhất V bằng 1. V bằng 1 thì thay vào suy ra M bằng 7,8 x 1 bằng 7,8. Đơn vị là gam. V bằng 2 thì suy ra m bằng 7,8 nhân 2 bằng 15,6 gam. V bằng 3 thì suy ra m bằng 7,8 nhân 3 bằng 23,4 gam. Tiếp theo là V bằng 4 thì suy ra m bằng 7,8 nhân 4 và bằng 31,2 gam. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 1 trang 63 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.